em có chim anh, sao em có chim anh. Cảm ơn anh Chiết Nguyễn nhá, xin chào mọi người. Ok, dạo này mắt của mình nó cũng được thư thái đi, mình cũng không đến mỏi mỏi như mấy hôm trước. Tại vì dạo này thì mình ăn uống điều độ, ngắm gái cũng có giờ giấc, chứ không như trước nữa, ngắm gái không có giờ giấc, ngừng nghỉ gì cả. Nó khiến cho bản thân mình mắt bị kém đi. Đấy, bạn nào ngắm trai ngắm gái thì các bạn cũng phải điều độ nhá, đừng có như mình. Ngày 24 giờ ngắm từ 23 giờ 59 phút thì nó dẫn tới là như thế đó. Phải đánh nhau các thế. Phải quên đi những tháng năm. Trời ơi, đánh nhau sớm thế này. Anh em ơi, trụ được giữa này à. Tự nhiên lại vớ được ngay đàn lính trụ được giữa, thơm quá đi. Mở gân gà lại chạy xuống đấy, các anh biết ngay mà. Mít ganh kiểu vậy là mít bị thọt ngay đó. Mít mất một đàn lính rồi. Ganh phải đợi mình ganh thì mới hiệu quả được. Ganh không có chiến thuật là không hiệu quả được đâu. Ok, wow. Uầy. Yeah, một mạng chiến công đầu dành cho bản thân mình. Dừng nó là thằng nào nhỉ? Dừng nó là Zephyr à? Úi giời ơi, sao tự nhiên gặp cớm ở đây thế này? Úi giời ơi, cứu. À, quất luôn, tầm đánh ngán làm gì nữa. Rồi, hay quá, cướp luôn nè. Ở mồm thì gặp bò đây thế này. Chết đấy, bò đập chết cả hai thằng ấy. Điều máu quá, về thôi. Tính cướp mà không cướp nổi. Bây giờ chỉ cần cướp bùa xanh của thằng Zephyr thôi là nó phế ngay. Lai leo cho anh. Ui, ê, chết tôi, mải in quá, trời ơi. Vừa mới đọc cái câu của bạn nào chat lai leo chưa anh. Vừa mới đọc một cái mà quay xuống màn hình là nó đã áp sát mình rồi. Đấy, kiểu là mất tập trung các bạn. Đáng lòng rồi. Mất cả bột xanh thì phải, cái bột xanh nó ra chứ. Ôi, mất cả bột xanh luôn. Nhỏ quá. Bây giờ cố gắng giết lại nó để lấy vậy bột xanh thôi. Hay rồi. Rồi ok, tuyệt vời như mặt trời. Mỗi tội là có cướp được không? Ô, nhưng mà không cướp được các bạn ạ. Thôi không sao, tạm thời chiếm lấy con bùa xanh này. Mình xin. Đánh. Tự nhiên đạp nó làm gì? Khó chịu nhờ. Kìa, quẩy lên. Nhạc giữa này. Tập trung vào nha. Mình không muốn mắc sai lầm lần thứ hai đâu. Alo, xin chào mọi người. Anh đã quên rồi, quên hết rồi nhưng bây giờ thề. Quất. Đã có Zephyr anh em ơi. Zephyr đã xong bùa xanh rồi. Quất trụ luôn. Ây sổ, lại có mần gần gà đây thế nè. Lên được trên. Ngon hơn. Hoàng Vinh 01. Mã số 01 nào, chuẩn bị tốc váy. Tốc váy Emily. Yes.
Hôm nay tự nhiên hứng hứng thế nhở. Chào Ngân nha, xin chào mọi người. Danh bạc á, danh bạc không được rồi. Danh bạc các bạn tự cày đi, danh bạc dễ đánh mà. Mọi người sao livestream cho mình một follow đi, giờ này ít người follow mình quá đi mà. Alo, gáy talking. Game đầu là phải gáy. Thế là chưa xem qua cái màn khởi động đầu livestream của mình rồi. Màn khởi động đầu của mình rồi. Khổ thân. Khổ thân em ấy. Khổ thân Amelie, thì ra là chết thôi. Ép trụ nhanh. Đó. Ép nhanh vào luôn. Uầy. Đứng giữa nè. Yes. Đi đến đâu, giết đến đó luôn. Cướp luôn. Cướp hết, cướp sạch. Ồ, chúng anh em đánh nhau nhiệt thế. Trời ơi, anh em làm gì quăng game à. Quỳ luôn rồi. Bảo rồi 30 cho về Tết mà anh em quăng game sớm thế. Sao chiều của nó bắn nhanh thế nhở, bắn nhiều thế nhở, nó vừa bắn xong mà. Chạy sao được nữa, tất cả đã bị bao vây rồi. Chạy sao được, khổ lắm cơ. Chầu thế. Hơi lắc lắc bạn ạ, mình thấy hơi lắc lắc gì đó. Xin chào Ola Hưng nha. Ép trụ sướng hơn 10 phút rồi, ổn rồi đấy, 10 phút là được rồi. Mà thời gian ép trụ sớm rồi, là sướng rồi. Bây giờ ép trụ luôn. Ta thân. À đây không hiểu ý. Công nhận là Nagro mang cái gì nhở? Quên xứ mất tên rồi. Cái gì nhở? Cái ma tính lợi, đúng rồi, ma tính. Kỹ năng hồi liên tục để chơi luôn. Nhiều tèo nát làm cái gì nữa, từ từ thả ra nó rất là phí. Thả con rồng tiên phong giờ rất là phí, tại vì team không có xạ thủ để đẩy cùng. Ồ, chạy Johnny lạc thế này. Ôi, thôi. Mở gan ga đây này. Thôi chịu ạ. Chầu thế. Chầu quá đi. AD như kiểu AFK rồi sao ấy các bạn ạ. Ui đau thế, trời ơi. Thì bạn lết mà. AD như kiểu AFK ấy. Chuẩn AD AFK rồi. Đánh kiểu này AD AFK thật rồi. Đi một đường như này là AFK rồi các bạn ạ. Căng rồi. Không lấy đường để siêu cấp nhanh. Ghê rồi ôi. Cái gì vậy? Trước mặt thế, mình không biết chữ các bạn à. Cái
thì đọc cái nào, cái nào đọc đọc của mình trước mặt với. Cái gì hiện trước mặt mình vậy các bạn ơi? Như mình phun đồ rồi. Có mình cắt được. Ok, té luôn. Rồi, tạm thời là chơi được hai thằng chủ chốt nó rồi. Thế các bạn là chỉ chơi được hai thằng chủ chốt thôi. Chả làm ăn được cái gì luôn ấy. Team mình combat bây giờ là bất lực rồi đây. Rồi, tạt thần tiếp theo rồi. Chối quá. Live stream rồi AFK. Nghĩ là game này dễ, mày không phải dễ rồi. Cho cho đi đi theo thôi. Cho nó có tác dụng. Hai lần tà thần. Em trụ của gì thế này? Là vấn đề chính là em trụ của gì thế này? Khó các bạn à. Bộ đồ năm khó quá đi. Nói chung là có giáp fit nữa thì rất là khó. Mình bảo rồi, chất tướng team bạn cứng lắm. Đẩy ba đường lên anh em, đẩy ba đường lên. Giờ đẩy ba đường lên chia nhau ra thôi, chứ combat là team mình. Ôi tôi chết rồi, không tạt dòng các bạn à. Trời ơi, mình không tạt dòng kia. Có một con dòng tôi không tả. Ui trời ơi. Mình không tạt dòng các bạn à. Mở ơi, mở combat rồi, mở combat rồi. Ui. Đường lấy siêu cấp. Ok, được một đường rồi. Ui, chưa được một đường. Ui, quên tạp vét. Sao cái đầu mình nó lú lăn cực luôn ấy các bạn à. Thế các bạn luôn, đầu mình nó lú lăn cực ấy. ADFK rồi mà, phá cái gì. Đó, đi bắt lẻ thôi. Chụp được giữa, chụp được giữa, chụp được giữa các bạn ạ. Tà thần tiếp này. Dừng nó bắt tao hoài. Thế chứ lị. Con dầu này mình chết thì mình sẽ mở. Các bạn à, mình sẽ thả. Ui, tà bét vừa xong kìa. Máy chơi không biết cả bật kỹ năng lên mà bắn luôn ấy. Ba con tà thần rồi. Lần này mà mình không thả nữa thì đầu óc không thể nói được cái từ ngữ gì nữa các bạn ạ. Ừ.
ba đường, ba đường cho chắc nào. Ba đường. Được rồi. Win rồi anh em ơi. Win rồi. Yeah. Yeah, win rồi. 4-5 vẫn win các bạn ạ. À. Xin chào nhí nhá. Ủa mắt mở quá các bạn ạ. Đầu óc tần nghĩ gì?